Chào các bạn, Chủ tịch Lâm Đồng Trần Văn Hiệp bị bắt Lộ mặt đàn quan bẩn bám đường dây làm ăn bẩn Vào ngày 2 tháng 1, ông Trần Văn Hiệp, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng đã bị cảnh sát điều tra tội phạm tham nhũng kinh tế buôn lậu của Bộ Công an bắt tạm giam và khám xét tại nhà Ông Hiệp đã có hành vi nhận hối lộ liên quan đến các dự án khu đô thị thương mại, du lịch, nghỉ dưỡng sinh thái Đại Ninh, và bị truy tố theo điều số 354 của Bộ Luật Hình Sự vào năm 2015, có sửa đổi bổ sung vào năm 2017. Ông Trần Văn Hiệp, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng đã bị bắt giữ. Vụ bắt giữ ông Trần Văn Hiệp là một phần mở rộng của vụ án Nguyễn Cao Chí. Ông Chí là Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Du lịch Sài Gòn Gia Định Đại Ninh. Ông bị bắt vào ngày 15 tháng 1 năm 2023 bởi Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an C03 ông Nguyễn Cao Chí bị bắt do mở rộng vụ án Trương Mỹ Lan. Bà Lan là đối tác mua lại dự án khu đô thị thương mại, du lịch, nghỉ dưỡng sinh thái Đại Ninh với giá 3.000 tỷ đồng và chuyển cho Nguyễn Cao Chí 40 triệu đô la Mỹ. Báo chí cho biết bà Trương Mỹ Lan dùng bất động sản để rửa tiền. Bà thường mua lại các dự án bỏ hoang và cho tu sửa để kinh doanh. Trong đó có An Đông Plaza, Thuận Kiều Plaza và tòa nhà Sài Gòn One Thầu có vị trí đắc địa bậc nhất ở trung tâm Sài Gòn, nằm ngay giao lộ Hàm Nghi và Tôn Đức Thắng, quận 1. Công trình này đã bị bỏ hoang tới 13 năm trước khi được bà Trương Mỹ Lan mua và cho sửa sang lại, nhưng đang sửa nở chừng thì bà Lan bị bắt và công trình này tiếp tục bị bỏ hoang. Hình ảnh ông Trần Văn Hiệp Liên quan đến các dự án khu đô thị thương mại du lịch nghỉ dưỡng sinh thái Đại Ninh, vào tháng 3 năm 2023, ông Nguyễn Ngọc Ánh, tránh thanh tra tỉnh Lâm Đồng, đã bị C03 Bộ Công an bắt tạm giam về tội nhận hối lộ. Đến tháng 8 năm 2023, bà Trần Bích Ngọc, vụ trưởng vụ 1 thuộc Văn phòng Chính phủ, cũng bị cơ quan điều tra khởi tố bắt tạm giam, điều tra về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn liên quan đến nhận hối lộ. Ngoài ra, các thành viên tổ công tác thanh tra chính phủ xác minh lại dự án sau đó có kiến nghị của chủ đầu tư cũng bị khởi tố gồm các ông Lê Quốc Khanh, Phó Cục trưởng Cục 2 Tổ trưởng bà Hoàng Văn Xuân Thanh tra viên chính Cục 2 Tổ phó và Nguyễn Nho Định Thanh tra viên Cục 2. Bà Trương Mỹ Lan dùng ngân hàng SCB để mà chiếm đoạt tiền của người dân trong cả nước lên tới 304.000 tỷ đồng, tương đương với 12,5 tỷ đô la Mỹ. Đây là con số điều tra được có thể thực tế còn lớn hơn rất nhiều. Với số tiền chiếm dụng cực lớn này, bà lan dùng một phần để xây dựng những khu dự án bất động sản hoành tráng tạo vẻ bề ngoài là kinh doanh hợp pháp nhưng thực chất là để che đậy mạng lưới hoạt động tài chính phạm pháp trá hình phía sau vì thế bà chỉ cần công trình hoành tráng mà không cần kinh doanh có lời nên bà mới dám mua lại những ngôi nhà ma mà giới bất động sản không ai dám đụng đến do có vấn đề về phong thủy hay tâm linh không ai hiểu bản chất của chế độ này bằng bà trương mỹ lan Bà là con khủng long trong giới đại gia Việt Nam nhưng vẫn chui lọt lỗ kim là nhờ có đàn quan bẩn rất dễ mua chuộc. Bà mua cả thanh tra để họ lơ cho việc sai phạm của bà. Cứ như thế, bà tiếp tục làm ăn mờ ám cũng nhờ có đàn quan bẩn dễ ăn nên suốt 30 năm bà Lan từ một con kiến lớn thành một con khủng long mà chẳng bị ai phát hiện. Đại gia bẩn cộng sinh với quan bẩn. Ở những dự án bất động sản mà bà mua làm vỏ bọc thì bà đã sử dụng chung một công thức cũng dùng tiền để bịt mõm quan chức để những cái sai tiếp tục tồn tại. Cho nên nếu khui đến nơi đến chốn, ông Lê Thanh Hải, cựu bí thư thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh và nhóm thuộc hạ của ông không thể vô can trong đại án Vạn Thịnh Phát. Tuy nhiên, ông Nguyễn Phú Trọng dường như đang chống tham nhũng có vùng cấm, nên ông Lê Thanh Hải chẳng hề hấn gì cả. Trương Mỹ Lan có thể dùng tiền bịt mõm quan bẩn mà thực chất chẳng có quan nào sạch cả. Để cho những sai phạm của bà tồn tại, thiếu nguyễn cao trí và rất nhiều người khác cũng có thể làm được. Vấn đề là ông trọng khui tới đâu mà thôi, khui đường dây bẩn tới đâu, lộ ra lúc nhúc quan bẩn bám theo tới đó là để liếm lát. Quý vị và các bạn vừa theo dõi bản tin chủ tịch tỉnh lâm đồng trần văn hiệp bị bắt lộ mặt, đàn quan bẩn bám đường dây làm ăn bẩn. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo, chấm đề Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Tăng tuổi, nghỉ hưu, vắt kiệt sức lao động và cướp phúc lợi của người già Đảng thật cao tay quỹ bảo hiểm xã hội được tính toán để dư khả năng trả phúc lợi cho người lao động sau khi họ đã về hưu ở các nước dân chủ quỹ này rất lớn và người lao động sau khi nghỉ hưu được hưởng chế độ rất tốt ai đã hút cạn quỹ bảo hiểm xã hội việt nam theo một số nhà phân tích tiền lương hưu của người già ở việt nam nhận được còn ít hơn cả tiền lãi sinh lời từ số tiền người lao động đã đóng góp vào bao nhiêu năm qua cho nên nếu không có chuyện xa xẻo quỹ cho vào tư túi thì không bao giờ có nguy cơ vỡ quỹ bảo hiểm cả quỹ bảo hiểm xã hội sẽ không vấn đề gì nếu bộ máy quản lý trong sạch tiền của người lao động chỉ cần đem gửi ngân hàng để mà sinh lời rồi lấy đó trả cho họ sau khi họ hết tuổi lao động thì không bao giờ có nguy cơ vỡ quỹ cả tuy nhiên bộ máy chính quyền này lại là bộ máy tham nhũng người tham nhũng nhà nhà tham nhũng vì thế quỹ bảo hiểm xã hội như là bọc máu bị vô số con đỉa bám vào đấy mà hút lấy hút để vì vậy bây giờ mới có nguy cơ bị vỡ quỹ để giải quyết được nguy cơ vỡ quỹ bảo hiểm xã hội đảng đã không hề tính toán bài toán diệt đàn đỉa đói này mà lại tìm mọi cách để trả ít tiền cho người già hơn bằng cách tăng tuổi nghỉ hưu của người lao động khi nhà nước cho tăng tuổi nghỉ hưu điều đó có nghĩa là số năm hưởng lương hưu của người lao động đã bị cắt giảm đi và nhờ đó những kẻ bám vào quỹ này vẫn còn cơ hội tiếp tục hút quỹ thí dụ một vài con tốt để cứu cả bộ máy đang hút máu việc tăng tuổi hưu cũng đồng nghĩa với việc đảng bắt kiệt sức lao động của người dân buộc họ phải tiếp tục làm việc và đóng góp vào quỹ bảo hiểm này đây là cách làm vô nhân đạo của đối với người dân ấy vậy mà đảng vẫn cho tuyên giáo ngày đêm ra giả rằng nhà nước ta là nhà nước của dân, do dân và vì dân. Từ ngày 1 tháng 1 năm 2024, tuổi nghỉ hưu của lao động nam trong điều kiện làm việc bình thường tăng lên 61, nữ tăng lên 56, tuổi 4 tháng tăng lần lượt là 3 và 4 tháng so với cách tính trước đó. Được biết, Bộ Lao động Thương minh và Xã hội tính tuổi nghỉ hưu tăng theo lộ trình và từ năm 2021, Bộ đã bắt đầu làm việc thực hiện lộ trình này cho đến năm 2028 thì tuổi nghỉ hưu của nam là 62 tuổi, nghỉ hưu của nữ sẽ là 60 vào năm 2035. Nói chung tăng một lần sợ dân kêu la nên bộ tăng từ từ theo kiểu hội chứng luộc ếch để dân không kêu được. Vào năm 2007, ông Vũ Đình Anh cũng nói rằng thu thuế cũng như vật lung vịt vậy, đừng để kêu toán lên. Quả là đảng ta thật cao tay, đảng tính vật lông vịt toàn dân nhưng không để đàn vịt này la toáng. Từ năm 2016, quỹ bảo hiểm xã hội có nguy cơ cạn kiệt và chính quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam đã tính đến lộ trình tăng tuổi nghỉ hưu từ đấy. Một chính quyền mà khi giải quyết vấn đề cứ tính phần thiệt về cho dân và bảo vệ quyền lợi của quan chức, mặc dù cái quyền lợi ấy là thứ quyền lợi ăn cắp từ dân. Với một chính quyền như thế thì làm sao người dân Việt Nam có cơ hội để mà thoát khổ cho được? tăng tuổi nghỉ hưu để vắt kiệt sức lao động và cướp phúc lợi của người già nhằm bảo vệ cả bộ máy. Vào năm 2018, ông Lê Bạch Hồng, cựu tổng giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã bị bắt vì làm thất thoát quỹ bảo hiểm xã hội tới 1.700 tỷ đồng. Tuy nhiên, đây chỉ là con số để trả một con tốt để cứu cả một bộ máy đang ngày đêm chọc vòi vào túi của quỹ bảo hiểm xã hội mà hút lấy hút đẻ. Và cách giải quyết của đảng là tăng tuổi hưu chứ không diệt sạch bởi quan tham ăn hại. Nói như ông cựu chủ tịch quốc hội Nguyễn Sinh Hùng thì bắt hết lấy ai để làm việc. Thế là đảng ta bắt một vài con tốt để tuyên truyền còn lại vẫn cho chúng tha hồ hút máu dần. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo chấm với bản tin ngày hôm nay. Tăng tuổi nghỉ hưu, vắt kiệt sức lao động và cướp phúc lợi người già. Đảng ta thật cào tay. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo chấm để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn Thời báo chấm